năm bắt đi cái đồ xem bị này thế mà xin tiền này đây tiền là nào luôn ngủ dùng chỉ mút dành thì sau này họ tay đã luôn lên cái phơi gì luôn dùng chỉ mút để thì sau trai họ rồi đây giờ xem nhé bị đó chi tiền này đây tiền là nào chi gì cái ta luôn bị đủ đủ cả xin nhà tôi khai giao này đây cái ta ở sau xa này họ rồi đây tập bom như này rồi đã bán nó năm bắt đi cái đồ bị lòng tôi tập ăn luôn hòa bộ rồi bị lòng tôi đi sau này họ rồi đây giờ xem nhé em liên tục dành là cái bài này. Bất mãn trong nội chiến bị này thế mà suy đề ở lúc này phải đi alo ngủ xa biệt rồi suy nghĩ chỉ nằm nằm cha này từ cha ông biết rồi rất xin rồi để cha bè phải một số người vô rồi chỉ chỉ vào đấy mà nó đã xin cho rồi nó bảo bảo nhà mà này ngàn đông còn đồ như như chăn chăn này phải để bị đóng sau này còn chủ đề gì ở trên bờ đấy. Ồ, nó sẽ cả này bảo làm sao của nó đã do nó xem gì thế mà khi biết này để biết là cái gì vậy nên nó cảm thấy gì rồi à luôn biết là này gì gì bị đau lòng này để chỉ này ai vậy bị đủ đủ thua cả xin em mới thì tôi khai giao này bị bao thuế phí này là cái gì vậy cái đó ở đi cả cái đó như vậy cái đó ở phải gì tại mà chuyên nội bộ cần năng cái đó phải bảo đấy. Si pihak ni dah cakap dia kalau dalam keadaan polisi tu ya, sini kalau tempat ni tempat, yang jemu ni ane ni deh, no, itu tu semua ni leh, tapi masih terlalu pihak ni lo, tu ni kau ni supir lo emel be, kita ni be betul nak pihak kau ni tu lo, tapi pihak ini deh kita lo elu bermi nak mana, kita jangan lo pihak ni deh betul nak cuci nanti. Ví dụ tôi về chuyên nghiệp tôi khai giảng này đây cái giáo này cho cha này rồi đây tập bom biểu của đi là bọn nào.